Xin cảm ơn quý vị đã giữ máy theo dõi với chúng tôi và xin mời quý vị quay trở lại với Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay và sự hướng dẫn của Ni sư Minh Liên. Dạ, con xin mời cô. Dạ, thưa sư, con biết là mình đã đem những cái nghiệp từ nhiều đời, nhiều kiếp, chắc chắn là con cũng đã từng sát sanh. Tại vì kiếp này con cũng đã từng sát sanh những cái con nhỏ nhỏ, thành ra con không biết là những kiếp trước con đã làm gì. Thì con không có muốn ngồi đợi đến chừng nào mà nó đổ bệnh ra hay là nó đoạn mạng. Thì bây giờ theo cái tinh thần là mình tích cực đi ngược dòng thì phòng bệnh hơn giữ bệnh thì con làm cái gì? Tích cực là con sẽ làm cái gì thưa sư? Nếu như mà hình như có một lần nào tôi nói đó, bất cứ ai sanh xuống cõi đời này thì đều vác trên vai của mình 50 đến 70 phần trăm đến 90 phần trăm sát nghiệp. Nghiệp sát đó, sát nghiệp là mình nói tiếng Hà tí theo cái kiểu là cái từ chuyên môn, nhưng mà sát thì ai cũng biết là giết rồi đó. Sát nghiệp tức là giết hại chúng sanh. Mà có thể đời trước mình không giết hại chúng sanh, nhưng mà mình là tướng chẳng hạn, rồi mình xông pha trên trận mạc, rồi mình giết người đó, dù là mình giết vì lý tưởng đó, nhưng mà những cái lý tưởng đó trên thực tế là nó cũng đã làm đoạn cái mạng đó của một người nào đó, của những người nào đó đó. Thành ra là khi mà mình nhìn trong cái góc độ là còn bình thường là vì mình ăn mặn, cho nên mình giết rất là nhiều con. Mà bây giờ ở cái chỗ ở xứ Mỹ này mình cũng không có trực tiếp giết, nhưng mà mình ăn. Mà cái quy luật của kinh tế thị trường là có cung thì có cầu thì có cung đó. Cho nên á, là mình xuống đã mang theo ít nghiệp sát rồi thì chắc chắn trong đời mình không ít thì nhiều, nếu 50% bệnh sát nghiệp đó, thì mình sẽ bệnh lâu lâu bệnh một cơn, lâu lâu bệnh một trận đó, rồi bệnh lâu lâu bệnh nặng một trận rồi ngưng. Nhưng mà nếu mà sát nghiệp mà là từ 70% trở lên là thế nan y rồi đó. Bạn có thể sống từ nhỏ cho tới 30-40 tuổi bạn không bệnh gì, nhưng đùng một cái bạn phát hiện là bạn bị cancer. Mà bạn thì là, mà nếu như mà bạn nghĩ rằng là bạn là một người sống rất là tốt, ăn uống rất là cẩn thận, và rồi hoạt động về thể lực cũng rất là đều đặn đó, và rồi ngủ cũng rất là điều độ, không có lý gì mà mình bị bệnh. Vậy mà mình thế gian này bệnh vẫn cứ đầy ra. Vậy thì cái câu hỏi của chị là bây giờ mình không muốn ngồi chờ cái bệnh nó chạy tới, đến lúc mà đến giờ đến ngày thì nó chạy tới. Vậy thì mình có, vì mình biết rằng là quá khứ kiếp, hiện tại kiếp, kiếp bây giờ, kiếp quá khứ và kiếp tương lai nó nối nhau bởi cái điểm nối bây giờ, nó gặp nhau tại đây. Cho nên á, mình là cái sẽ là quá khứ của tương lai. Cái kiếp hiện tại của mình sẽ là quá khứ của ngày mai của kiếp tương lai. Cho nên á, mình cần làm cái gì bây giờ thì mình làm liền. Nhưng vì tương lai, nhưng mà vì quá khứ nó cũng nối với hiện tại, cho nên mình được quyền chuyển đổi quá khứ bằng cái hành động. Là nếu như quá khứ tôi đã từng giết, đương nhiên là tôi phải không thương thì mới giết, phải không? Chứ không ai mà, như sư cũng đã nói, không ai có thể vừa rất ít trường hợp, ngoại trừ trường hợp phải giết con để con mình nó, như con gấu mà nó thấy con mình bị hành hạ, nó phải giết con nó để cho con nó bị bớt đau đớn, bớt hành hạ. Thì trong trường hợp đó là vì tình thương mà giết, thì cái đó là bất đắc dĩ. Chứ còn bình thường á, là mình không ai nỡ mà đi, người nào mà họ thích ăn thịt chó lắm á. Nhưng nếu như mà con chó đó là con chó họ nuôi bằng tất cả tình thương, thì họ thèm cỡ nào họ cũng ăn con chó khác, chứ họ không ăn con chó của họ đâu. Họ không có thể nào mà thương nó, chăm sóc nó như vậy, rồi cầm cái búa đập đầu nó, rồi xẻ thịt nó, là điều đó là làm không được. Có nghĩa điều đó có nghĩa là cho thấy một cái điều rõ ràng là không thương thì mới giết được, không thương thì mới hại được. Vậy bây giờ mình sẽ phát triển lòng thương, phát triển lòng từ, để chi? Để chuyển đổi cái gốc của quá khứ, cái gốc thôi đó,
Rồi sau đó bằng cái hành động phóng sanh, bảo hộ mạng sống chúng sanh, từ con người tới loài vật, mà mình có thể chuyển được cái quả đang chín, chưa chín, nó không chín nữa đó. Và nếu như nó chưa chín, nó héo rồi nó rụng luôn. Thành ra mình được quyền chuyển đổi quá khứ bằng tất cả những hành động tích cực đó. Tích cực là một mặt là phát triển lòng thương đối với tất cả chúng sanh. Lòng thương này là không giết, không hại đó. Và mình làm, còn cái đó là lòng, đó là lòng thương, lòng từ là cái gốc. Rồi từ cái lòng này, không phải mình ngồi nghĩ không, mà mình thể hiện bằng hành động cứu khổ. Có chúng sanh nào mà trong cái tầm tay, trong cái khả năng mình cứu được thì mình cứu. Đương nhiên mình không thể cứu được cả thế giới, là bởi vì mình không có sức của chúng sanh, nghiệp chướng của chúng sanh rất là nhiều. Một mình chuyển không có hết được. Nhưng mà dưới cái tầm thiện của mình tỏa ra được tới đâu thì chúng sanh được bảo hộ tới đó. Thì cái phước của chúng sanh được bảo hộ nó an toàn bao nhiêu thì mình trở nên an toàn với chính mình bấy nhiêu so với nghiệp lực của chính mình. Cụ thể, vậy thì giờ tóm tắt lại cụ thể nè. Khi mà mình làm một cái hành động gì, mình phải có hai điều. Một, lòng mình phải nghĩ ác, lòng mình không thương thì mình, đó là tấm lòng của mình, tức là mình dư lòng tàn nhẫn, thiếu lòng trắc ẩn, phải không? Đó. Thì cái thứ hai là hành động của mình, hoặc là miệng của mình ra lệnh giết, hoặc là chính tay mình lôi kéo để giết, thì cái đó là nó tạo là thân rồi miệng, ý của mình mới kết hợp lên một hành động. Thì bây giờ mình sẽ sửa từ gốc. Đầu tiên là sửa cái ý, cái lòng của mình, là không để cho cái lòng tàn hại, lòng tham ăn, lòng tham mà nó làm cho chúng sanh bị hại, bị giết. Đó, là cái lòng mình không khởi. Giả sử khởi cũng nghĩ đến nhân quả mà mình xả lãnh đó, mà rồi mình ngừng, bởi vì mình thương chính mình. Đó. Cái thứ hai là từ cái tâm ý này thể hiện ra hành động luôn. Bởi vì nếu như mà mình không thể hiện thì giống như cái lòng tốt nó được ở trong cái bọc. Và lòng tốt ở trong cái bọc nó không thể nào giúp ai được gì. Thế nào là lòng tốt trong cái bọc vậy? Khi mà mình thấy một cái cuộc thiên tai xảy ra, mình thấy người ta tội nghiệp quá, và rồi mình tội nghiệp thôi. Trong khi mình một mặt đối với người chết thì mình cầu nguyện bằng năng lượng thiện của mình, tôi có cái chút thiện nào, tôi hồi hướng để trong cái giây phút hoảng loạn của người đó, họ sẽ được tạm thời bình an. Đó. Còn đối với những người sống là mình có thể ký một cái check là cho cái những cái tổ chức từ thiện xã hội mà mình biết nơi đó là tổ chức này là làm tốt nhất, hoặc là tốt nhất trong cái khả năng của họ. Và mình thì thấy là tin tưởng thì mình gửi đi cái tiền của mình. Tức là vừa nghĩ tốt vừa làm luôn điều tốt. Nghĩ tốt là đức, mà làm tốt là phước. Cộng hai cái lại thì là phước đức. Và với cái hành động đó, mình đủ duy trì mạng sống của mình trong bình an. Sư ơi, hồi đó vậy con cứ tưởng là con có lòng từ bi mình nhỏ xíu, ai dè giờ con mới biết con có cái lòng ác nhiều, không hay. Không nhìn ra là mình có cái tâm ác mình mới. Dạ, nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn ra là cũng đã là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và con nghĩ là thường thường thì mình, nếu mà mình là Phật tử, mình là những người nghe đạo nhiều, thì con nghĩ là mình cũng biết là có thể từ trước giờ mình không có được, mình cũng hơi mê mê, hơi si, hơi không hiểu biết được nhiều về Phật Pháp. Có thể là mình không biết, nhưng nếu mình biết thì mình thay đổi cũng vẫn còn kịp mà. Dạ thưa sư, thì con cũng có vừa nghe được sư giảng cho con cũng như quý khán thính giả về làm sao để đi ngược dòng và thắng được cái nghiệp sát mà mình đã gây ra từ bao nhiêu đời trước, làm cho mình bị đoạn mạng. Xin sư cho con hỏi cũng một cái câu hỏi nữa, là có một cái trường hợp, có những trường hợp mà có những hoàn cảnh, có những gia đình và có những con người họ sống rất là lương thiện, có một cái tấm lòng tốt, yêu thương mình và yêu thương mọi người. Con nghĩ là một cái đời sống phước thiện đó. Nhưng mà rồi một cái ngày không may nào đó, họ lại được một cái hung tin là mình bị bệnh cancer, hoặc là những cái bệnh rất là nặng. Và khi cái hung tin nó báo lại như vậy thì làm cho cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn. Dạ.
Và ngoài cái chuyện đau khổ khi mà nghe cái tin đó, có thể họ còn bị mất niềm tin vào cuộc sống, rằng là sau khi mình đã làm tất cả những cái điều tốt như vậy mà sao mình không có được cái tốt đẹp nó tới với mình, mà lại một cái chuyện xấu như vậy nó lại tới với mình. Thì trong trường hợp này câu hỏi của con nó có hai phần, mà con không biết có kịp giờ cho ngày hôm nay hay không. Dạ, thì cái thứ nhất đó là gieo nhân gì, người ta đã làm một cái hành động gì để mà bây giờ người ta, dù đã làm rất tốt trong khoảng đời trước, mà bây giờ người ta lại gặp một cái bệnh như vậy. Và thứ hai là trong trường hợp như vậy thì họ phải sống tiếp những ngày tháng tiếp theo với cái hung tin như vậy và bệnh tật như vậy, làm sao họ có thể sống và yêu đời được tiếp. Dạ, nhưng mà con nghĩ là rất là tiếc mình đã hết giờ rồi. Dạ, quý khán thính giả thân mến, chúng tôi rất là tiếc là tại vì thời lượng của chương trình có hạn. Ngày hôm nay với những cái sự chia sẻ và hướng dẫn của ni sư cũng với chủ đề về nhân quả và sức khỏe trong dịp đầu năm mới, chúng tôi rất là vui xin được tóm tắt lại một vài điểm chính trong cái phần nói chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là quý vị được biết về luật bù trừ này ha. Dạ, luật bù trừ chính là mỗi một ngày chúng ta sống ở đây trong cái thế giới này, nếu là mỗi một ngày mình đang sử dụng nhiều, đang sử dụng dần vào cái tài khoản phước đức cũng như là cái thọ mạng của mình đang giảm dần, vậy thì chúng ta cần và luôn luôn nên làm những cái hành động tốt để vun bồi vào cái tài khoản phước đức đó. Chúng ta cũng được sư biết giải thích cho mình cũng như là chỉ cho mình những cái cách để mà mình có thể đi ngược dòng. Dạ, cái này không những là đòi hỏi chúng ta phải phát một cái lòng từ, mà Bảo Ngọc nghĩ nó phải là đại từ bi đó quý vị. Đại từ bi để mà có một cái sức mạnh rất là lớn để mình có thể đi ngược dòng. Và khi mà phát lòng từ thì phát lòng không đã là tốt rồi, nhưng mà quý vị nhớ là phải cái lòng đó nó phải thể hiện bằng hành động nữa thì nó mới có thể giúp được cho nhiều người. Nhân dịp đầu năm mới ngày hôm nay, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi một lần nữa vào cuối chương trình cũng xin chúc cho quý vị một năm mới luôn được an khang thịnh vượng, và xin được hẹn gặp lại quý vị, những người khán thính giả thân yêu của chương trình, trong những buổi ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.